OK. Sao rồi? Trời ơi, cái mic nó rớt vô ngay cái họng. Mày mua bình thuốc đi ha. Manfa này lên phép mà. Manfa này lên phép mà chê không có cầm mà. Mình không có cầm cái ngọc kháng phép nữa. Không sao. OK, chào tiên ngọc nha. Ôi tiên đẹp đấy. Khéo. Ha khéo. Xong hụt nốt rồi đây. Đánh vài game lấy lại tay ấy mọi người. Đánh vài game lấy lại cái tay kia đã. Để cho lính đẩy đi. Nunu chuẩn bị lên này. Mình không nghĩ nè. Nunu lên nè. Lui thôi. Hơi tự tin quá đáng rồi nha. Namit. Hay. Ôi đừng có chửi ông ơi. Chơi game đừng có chửi. Đổi căn, chuyển sang căn tấu hài mọi người ơi. Nunu đâu? Lại đây. Ôi đau quá. Nó cứ bị khó hiểu ý. Đúng phế luôn. Sau khi gọi là đi một cục đi chơi rắn để chơi. Rồi chơi mấy cái trò kia thì thấy Liên Minh vẫn là cái trò mà nó là dùng nhiều não nhất luôn đấy. Hư quá nha. Thấy chưa? Tóc biến lên.
Đó, mình đâu có yếu đâu. Mình đâu có yếu đâu. Mình đâu có yếu đâu. Là sao? Phải uống viên Benadol này. Nó gọi là amazing. Mà mình tin là game này mình sẽ thắng đấy. Mình tin là đồng đội sẽ gắn một game này đấy. Quá rồi. Đang bị khỏe quá rồi mọi người ơi. Có tốc biến. Ê! Ê cu! Sorry. Mày wrong. Anh em bình tĩnh nào. Mình sẽ làm lại. Quan trọng anh em vui là được đúng không? Anh ba về mọi người ơi. Anh ba về rồi. Gì mà đỡ hình. What the? Oh, sorry. Mạnh quá. Trời ơi. Thì mỗi người có 0175 á. Anh em bảo game này 0175 á hả? Mình không nghĩ là như vậy đâu. Không thể nào được. Không thể nào mà trùng hợp như vậy được. Tự dư ít ra phải có một mạng danh dự cho anh em. Mẹ của tôi đâu? Một mạng thôi. Đứng lại đây. Chạy. Cái gì mà 0175 nữa rồi anh em? Anh em lại khỉ. Trời ơi. Sét ơi. Có mạng nè.
No 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 no. Không hiểu sao luôn. No no no. Đá FIFA cái gì? Chơi nốt game đi. Smackdown, Smackdown, Smackdown. Bạn vậy muốn chết. Không 158 kìa. Quá cả khịa. Quá cả khịa. Khịa lại khịa lại khịa lại khịa lại khịa. Ôi. Ôi. Chị giáo mẹ. Chị giáo mẹ gì? Ơi, anh em khịa hoài, anh em khịa hoài. Đặt tiếp tục lại nè. Đùa trỡn một game thôi. Một game này game thả thính thôi.